Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên mục An ninh Đà Nẵng. Chương trình tuần này có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bán đảo Sơn Trà. Ông kính phóng viên, văn hóa giao thông nhìn từ những chắn rào sắt. Bây giờ, mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 8, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 12 và quy định 86 của Bộ Chính trị về công tác giám sát trong Đảng, đồng thời trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt mùng 2 tháng 9 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ Công an thành phố. Tại hội nghị, cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Công an thành phố đã được báo cáo viên của Thành ủy truyền đạt các nội dung cơ bản của nghị quyết Trung ương 5 khóa 12 gồm 3 nghị quyết 10, 11, 12 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và quy định số 86 về giám sát trong Đảng. Đây là những nội dung đặc biệt quan trọng về phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân dịp này, Công an thành phố đã trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công an thành phố đã có những đóng góp, cống hiến trong suốt 30 năm qua đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của ngành. Thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người lầm lỗi, ngày 30 tháng 8, Trại tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng đã công bố quyết định giảm án phạt tù nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 cho 23 phạm nhân phấn đấu cải tạo tốt trong quá trình chấp hành án. Trong đó, có 7 phạm nhân được giảm hết thời hạn, 16 phạm nhân được giảm án phạt tù từ 1 đến 7 tháng. Các phạm nhân này đều có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy, quy định trong thời gian chấp hành án. Đây là điều kiện cơ hội cho các can phạm nhân sớm hòa nhập cộng đồng, sống có ích cho gia đình và xã hội. Đồng thời, cũng là tiền đề cho các phạm nhân khác phấn đấu lao động cải tạo tốt để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong những đợt giảm án tiếp theo. Ngày 30 tháng 8, Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiến hành cuộc diễn tập phòng chống khủng bố, đảm bảo an ninh cảng biển tại cảng Tiên Sa. Gần 300 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đã tham gia diễn tập hai phần gồm diễn tập vận hành cơ chế thông tin báo cáo và diễn tập thực binh để xử lý các tình huống khủng bố như bắt giữ con tin, tiến hành rà phá bom mìn, truy bắt đối tượng khủng bố trên biển và chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Chiều ngày 31 tháng 8, Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân phối hợp với Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức triển lãm kỷ vật lịch sử Công an Nhân dân dấu ấn thời gian. Triển lãm giới thiệu đến công chúng 13 bộ sưu tập với 385 kỷ vật tiêu biểu được chọn từ hơn 5.000 kỷ vật của các tập thể cá nhân cùng nhiều hình ảnh khác qua hơn 3 năm thực hiện cuộc vận động, phản ánh sinh động những thành tựu của các thế hệ cán bộ chiến sĩ trên nhiều lĩnh vực công tác và chiến đấu. Sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam gắn liền với những chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc. Qua 2 tuần học tập và thực hành sôi nổi, khóa huấn luyện tiếng Anh chuyên ngành dành cho lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng được diễn ra với sự phối hợp của Học viện Cảnh sát Nhân dân cùng Đại sứ quán Hoa Kỳ đã bế giảng. Kết quả, 30 học viên của lớp học đều nhận được chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện. Đây là tiền đề giúp lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng chuẩn bị tốt nhất cho tuần lễ cấp cao APEC 2017 sắp diễn ra. Tối ngày 31 tháng 8, công an các phường giáp ranh thuộc 3 quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Cẩm Lệ đã tiến hành tổ chức ra quân mở đợt cao điểm tấn công tội phạm trên địa bàn giáp ranh nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9 và tuần lễ cấp cao APEC 2017. Theo đó, Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu xây dựng kế hoạch tấn công tội phạm, phối hợp với Công an các phường thuộc quận Cẩm Lệ và quận Thanh Khê, kiên quyết làm trong sạch địa bàn, quyết tâm không để khu vực giáp ranh trở thành tụ điểm tệ nạn xã hội, điểm nóng về an ninh trật tự cũng như trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, với ưu đãi về vị trí địa lý cùng với hệ sinh thái rừng biển đặc biệt hiếm có, các điểm du lịch trên bán đảo Sơn Trà mỗi ngày thu hút hàng ngàn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan du lịch và thưởng lãm thắng cảnh nổi tiếng này. Đi cùng với đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được chính quyền và lực lượng công an quan tâm chú trọng. Chùa Linh Ứng, một địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng,
luôn mở cửa đón hàng ngàn lượt du khách mỗi ngày đến tham quan vãn cảnh chùa. Khác với những năm trước, phương tiện giao thông tại đây được sắp xếp gọn gàng, quy củ, trật tự hơn nhờ các thành viên đội bảo vệ tự quản của chùa do công an phường tuyển chọn thành lập. Ngoài cái việc là phát hiện những cái vụ việc nhỏ chúng tôi có thể xử lý qua ý kiến thầy, còn những vụ việc khác lớn thì chúng tôi nhanh chóng điện cho cơ quan chức năng, nhất là lực lượng công an phường Thọ Quang để bảo đảm an ninh trật tự. Cùng với xây dựng lực lượng bảo vệ tự quản, công an phường Thọ Quang đã vận động nhà chùa kêu gọi các mạnh thường quân lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh tại tất cả các điểm có du khách đến tham quan du lịch. Nhờ có hệ thống camera này, từ đầu năm đến nay, hầu hết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, liên quan đến du khách đều được giải quyết một cách kịp thời. Các cơ quan chức năng như công an phường, công an quận, công an thành phố đã hỗ trợ chùa rất là nhiều trong cái công tác bảo vệ về vấn đề an ninh trật tự vào những cái dịp mà lễ lớn. Không chỉ chùa Linh Ứng mà hiện nay tại bán đảo Sơn Trà còn có hàng chục địa điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng. Để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, công an phường đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Thọ Quang ban hành kế hoạch chuyên đề về đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực này. Trong đó trọng tâm là buộc các chủ cơ sở kinh doanh du lịch chấp hành tốt các quy định về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường. Hiện nay tại chùa Linh Ứng thì khách du lịch, lượng khách du lịch đến rất là đông. Thì mỗi tuần thì chúng tôi cũng đều cử lãnh đạo tham gia trực cùng với tổ tuần tra 8394 để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường. Nhờ chủ động trong công tác phòng ngừa và phát huy lực lượng nòng cốt ở cơ sở vào nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các điểm du lịch trên bán đảo Sơn Trà luôn giữ được bình yên, xứng đáng là điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng. Tiếp sau đây là phần tin liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tuần qua. Ngày 25 tháng 8, Công an phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ được đối tượng Lê Văn Thành, 34 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam, khi y đang trên đường đi tiêu thụ tài sản trộm cắp. Lợi dụng công việc xin được tại các công trình xây dựng trên địa bàn quận Hải Châu mà đối tượng Thành biết rõ nơi để của những dụng cụ, máy móc phục vụ cho xây dựng, từ đó lên kế hoạch trộm cắp tài sản. Vào thời điểm không có người trông coi, Thành lẻn vào các công trình và thực hiện lấy đi số tài sản gồm một máy tời, một máy cắt sắt và một máy khoan bê tông. Rạng sáng ngày 26 tháng 8, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, tổ tuần tra 8394 phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà phát hiện một đối tượng lạ mặt xuất hiện tại một công trình trên địa bàn có biểu hiện khả nghi nên tiến hành mời về làm việc. Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, đối tượng khai nhận là Võ Khánh Toàn, 28 tuổi, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, đang đột nhập vào công trình để lấy trộm tài sản. Qua trích xuất camera, lực lượng chức năng còn phát hiện Toàn là thủ phạm của một số vụ đột nhập trộm cắp tài sản của nhiều nhà dân trên địa bàn. Được biết, Toàn từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Tòa án Nhân dân quận Thanh Khê vừa đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt hai bị cáo gồm Đặng Thanh Tân, 34 tuổi, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, 10 năm tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Phạm Thị Thu Thủy, 43 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, 2 năm 6 tháng tù về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Được biết, cuối tháng 2 năm 2017, Thủy gọi điện cho Tân mua 2 triệu tiền ma túy tổng hợp dạng hàng đá về sử dụng và hẹn giao hàng gần siêu thị Vincom thì bị bắt quả tang. Khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng Tân, cơ quan công an phát hiện gần 13 gam ma túy tổng hợp dạng hàng đá. Thưa quý vị và các bạn, an toàn giao thông là một trong những tiêu chí quan trọng trong mục tiêu xây dựng thành phố bốn an của thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, thì vẫn tồn tại một bộ phận người điều khiển phương tiện có ý thức chấp hành luật giao thông chưa cao. Đây chính là những nguyên nhân gây ra những bất cập, cũng như những vụ tai nạn giao thông thương tâm. Ghi nhận sau đây được thực hiện tại các nút giao thông giao nhau với đường sắt. Những hình ảnh này chúng tôi ghi lại trên tuyến đường Hà Huy Tập, quận Thanh Khê, đoạn có giao nhau với đường sắt. Đây là cảnh tượng rất quen thuộc với những người dân sinh sống tại khu vực này, cứ sau mỗi chuyến tàu đến và đi. Để xảy ra tình trạng như thế này, chính là do ý thức tham gia giao thông của người dân khi đỗ xe chờ tàu không đúng làn đường phần đường theo quy định. Kết quả là, khi tàu đã đi qua, chắn đường sắt được kéo ra, thì tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực lại kéo dài như thế này. Sau mỗi chuyến tàu mà người dân không thực hiện được cái quy định
đi theo đúng làn đường hoặc dừng đỗ thì là đã xảy ra tai nạn, là ùn tắc trên giao thông, làm tắc nghẽn một thời gian rất là dài. Còn đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại cũng tại khu vực này khi có cảnh sát giao thông đang thực thi nhiệm vụ. Tất cả các phương tiện tham gia giao thông đều chấp hành đúng quy định. Lúc này dường như giao thông đã thông suốt hơn, không còn xảy ra cảnh ùn tắc. Cũng tại thời điểm này, tổ công tác cũng đã lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm giao thông. Mỗi trường hợp vi phạm đều có lý lẽ riêng cho hành vi của mình. Em thấy cái bảng hiệu mà ghi là không được đậu xe, không đúng làn đường quy định ghi ở trong bảng hiệu kia thì em biết là sai rồi, nhưng mà em không thể thụt lùi lại nữa vì quá xa. Thì hiện nay một số lỗi vi phạm chủ yếu của người tham gia giao thông đó là vượt rào chắn, vượt tín hiệu đèn khi tàu đến. Cái thứ hai là những trường hợp đi không đúng phần đường, dừng bên trái làn đường, gây cản trở giao thông, gây ùn tắc giao thông tại các đường ngang khi có tàu đi qua. Trong suốt thời gian qua, chế tài xử lý những người vi phạm giao thông không thiếu, thậm chí có những lỗi xử phạt rất nặng. Tuy nhiên, muốn cho giao thông trở nên trật tự, thông suốt và an toàn hơn thì phụ thuộc vào văn hóa giao thông của mỗi người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Đến đây, chương trình An ninh Đà Nẵng tuần này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.